Thưa quý vị, giá cả leo thang tạo ra áp lực và nỗi lo cho hầu hết người dân trên toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 và giá xăng dầu tăng cao, tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Vâng, ở Việt Nam thì chỉ số giá tiêu dùng CPI được tính toán dựa trên khảo sát biến động giá cả của rổ chứa 11 nhóm hàng hóa dịch vụ đại diện như là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông và bưu điện, giáo dục, dược phẩm y tế. Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng nhẹ là 0,006% so với tháng trước, còn bình quân 8 tháng đầu năm nay thì CPI ước tính là tăng khoảng từ 2,58% đến 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh giá cả nhiều loại hàng hóa tăng mạnh do tác động từ những bất ổn kinh tế thế giới thì mức lạm phát này cho thấy những nỗ lực bình ổn giá của chính phủ đã mang lại kết quả tích cực. Khu vực kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. So với hồi cuối tháng 7 thì giá thịt đã giảm từ 5 đến 10 nghìn đồng một cân tùy loại. Tăng cao như vậy mà nó hạ thì bao giờ nó cũng thấy thoải mái hơn. Thức ăn chăn nuôi thường chiếm 60 đến 70% giá thành thịt lợn nên thịt giảm giá phần lớn là do thức ăn chăn nuôi bớt cao. Công ty này đã giữ giá bán thức ăn chăn nuôi ở mức ổn định trong suốt 2 tháng qua sau 5 lần tăng giá từ hồi đầu năm. Theo cái chương trình bình ổn giá từ chính phủ Bộ Nông nghiệp thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng chủ động thu gom các nguyên liệu đảm bảo cái nguồn cung từ giờ đến cuối năm, giá đầu ra của chúng tôi vẫn rất là ổn định và không tăng giá. Nhờ các biện pháp bình ổn nên đà tăng giá nhiều loại vật liệu xây dựng đã chững lại. Riêng thép nội địa trong 3 tháng gần đây đã giảm giá 14 lần liên tiếp. So với giai đoạn đỉnh điểm thì giá thép giờ đã giảm hơn 5 triệu mỗi tấn. Giá nguyên vật liệu đầu vào chững lại giúp các công trình sôi động hơn. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng khả quan hơn. Trong thời gian vừa qua thì cái việc giảm giá của cái nhiên liệu dầu diesel cũng như là các cái đơn giá nguyên vật liệu thì cũng đã giúp cho các nhà thầu như chúng tôi thì có thể được tiết giảm các cái chi phí trong các cái hoạt động sản xuất tại các cái dự án. Từ đầu năm tới nay, kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh. Nhu cầu sản xuất và tác động từ thị trường thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên. Vì thế, mức lạm phát ước tính cho 8 tháng đầu năm ở khoảng 2,6% cho thấy mặt bằng giá đã cơ bản được kiểm soát tốt. Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với Mỹ hay châu Âu, đều là cho thấy tỷ lệ lạm phát có thể được kiểm soát. Tất nhiên không thể hoàn toàn đứng ngoài tác động của thế giới. Ví dụ như chi phí nhập khẩu tăng cũng sẽ tác động đến giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, sự thay đổi này ở Việt Nam ít hơn nhiều so với các nước. Tôi cho rằng đây là điểm mạnh của Việt Nam và việc tiếp tục duy trì các chính sách này sẽ hỗ trợ nhiều cho kinh tế. Mặc dù kết quả điều hành giá trong 8 tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu khả quan, tuy nhiên là Bộ Tài chính vẫn dự báo là vẫn có nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá cả trên thị trường. Vâng, trên cơ sở tính toán các yếu tố thì Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản CPI năm 2022. Kịch bản thứ nhất dựa trên cơ sở giá xăng bình quân năm 2022 tăng tới 40% so với năm 2021. Trong trường hợp này, dự báo CPI bình quân năm 2022 sẽ tăng khoảng 3,37% so với năm 2021. Kịch bản thứ hai, giá xăng bình quân năm 2022 tăng tới 45% so với năm 2021. Khi đó, dự báo CPI bình quân năm 2022 sẽ tăng là khoảng 3,87% so với năm 2021. Trong bất cứ kịch bản nào thì các giải pháp bình ổn thị trường từ nay đến cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để làm được điều này, chính phủ đã triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tập trung kiểm soát tốt giá các nhóm hàng hóa, dịch vụ có tác động lớn đến mặt bằng giá chung. Đảm bảo nguồn cung là yếu tố quyết định tới bình ổn giá xăng dầu, một trong những điểm mấu chốt của bài toán kiểm soát CPI. Ngay từ đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn chạy tối đa công suất. Theo tính toán, hai nhà máy này đáp ứng 72% nhu cầu xăng dầu trong nước trong quý 3 và 80% nhu cầu trong quý 4, phần còn lại được đảm bảo từ nguồn nhập khẩu. Chúng tôi cũng giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và thực hiện cái phân bổ tổng nguồn và cái hạn mức nhập khẩu tối thiểu để đảm bảo đủ nguồn cho cái thị trường trong nước. Giá xăng dầu từ tháng 6 tới nay đã giảm giá 5 lần, trở về mức tương đương hồi tháng 10 năm 2021. Kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh là yêu cầu được chính phủ đặc biệt nhấn mạnh nhằm tạo hiệu ứng bình ổn giá, trong đó có cước vận tải.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối kết hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, rà soát lại các cái văn bản quy định liên quan đến công tác quản lý giá và điều hành giá, hướng dẫn các cái doanh nghiệp trong cái vấn đề là kê khai giá để cho nó đảm bảo phù hợp với tình hình xăng dầu giảm. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ vừa diễn ra ngày 24 tháng 8, một loạt các giải pháp bình ổn giá từ nay cho đến cuối năm đã được đề ra. Yêu cầu là đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Việt Nam đang điều hành giá bằng mọi biện pháp để có thể giữ giá các mặt hàng sản phẩm tiêu dùng từ nguyên nhân vật liệu đầu vào cho sản xuất. Nếu không kiểm soát được chi phí đầu vào vận hành của nền kinh tế hay đồng tiền mất giá thì sẽ rất rủi ro cho nền kinh tế. Trong hai kịch bản mà Bộ Tài chính mới đưa ra, ngay cả ở kịch bản cao, lạm phát năm nay ở mức 3,87% thì vẫn thấp hơn mục tiêu của Quốc hội đề ra là 4%, và mục tiêu này được cho là khả thi. Tôi cho rằng là khả thi với hai điều kiện. Một là với điều kiện thứ nhất, thế giới không có gì biến động ghê gớm, nhất là liên quan đến giá xăng dầu và kể cả giá khí đốt. Cái điều kiện thứ hai là Việt Nam chúng ta tiếp tục phối hợp tốt chính sách giữa chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chính sách giá cả. Theo đánh giá, việc chủ động nguồn cung với giá ổn định lương thực và thực phẩm cũng là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam kiểm soát được lạm phát trong phạm vi mục tiêu đề ra. Không phải bà nội trợ nào cũng quan tâm và hiểu hết các con số về chỉ số CPI 8 tháng đầu năm hay là hai kịch bản lạm phát trong năm nay. Nhưng giá thịt lợn giảm thì họ biết rõ, vì khi đó bữa cơm của nhiều người dân cũng đầy đặn hơn. Và những nỗ lực bình ổn giá, kiềm chế lạm phát, xét cho cùng thì cũng là để bữa cơm, cuộc sống của người dân được tươm tất.